Tôi không còn nhớ thực tại khi mình là một con người. Toàn bộ ký ức của tôi bắt đầu khi Quy Long đánh thức tôi dậy và gọi Đức Cường. Cao chủ, chính hành tinh thẳng hàng phải vài ngàn năm mới có một lần, lại có thể gom đủ 5 cô gái có nhóm máu hiếm RH trừ, quả thật rất kỳ công. Bắt đầu. Tú, Tú làm gì vậy? Đây là nước của cậu chủ hả? Để anh mang cho anh. Cô đang làm cái gì đó? Lo quản lý người trong nhà đi, không để cho lũ con gái chạy loanh quanh tạo ra đủ thứ chuyện như vậy. Ma cà rồng, lũ ác quỷ đi giết hết cả gia đình của con. Anh muốn làm gì? Muốn làm gì sao? Điều này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Em thực sự không biết gì hết. Anh Long ơi, em xin anh, em rất cần công việc này. Bây giờ cần phải xem tôi còn có trò gì nữa không. Rắn thì luôn mang độc theo bên mình, quả không sai. Vậy thì anh làm luôn đi. Ma cà rồng thật sự tồn tại. Các người điên hết rồi. Chúng ta từ lâu đã không còn là con người, làm gì có trái tim. Cuộc đời này mọi người đều có giấc mơ mình muốn